Và nối tiếp chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với tiết mục hát múa Cao Xá Mình Về, sáng tác Quang Minh qua phần biểu diễn của tốp ca nam nữ và đội múa. Sau tiết mục này sẽ là đến cho bầu không khí giao lưu của chúng ta một tiết mục rất là chuyên nghiệp đúng không ạ?